mọi người và chúc mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình đang ngồi sắp lịch cho một tuần sắp tới. Không biết lý do vì sao mà thời gian tới mình khá là bận rộn. Vậy nên là hôm nay chúng ta sẽ có một content mới trên kênh YouTube của mình. Đó chính là một tuần bận rộn cùng Ngao Ngao. Video này thì mình sẽ quay lại toàn bộ quá trình làm việc của mình, bao gồm làm việc với nhận hàng, làm việc với team, lên content, quay video, bla 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 bla. Thôi, không dài dòng nữa, mọi người coi đến hết video là biết ngay. Let's go! Ngày mai chúng ta sẽ có một lịch shooting video cho Tresemme. Nhưng mà sáng nay mình ngủ dậy xong rồi, mình đang ngủ mình quay một phát sang bên này. Chắc tại mình quay mạnh quá xong bây giờ mình không thể quay về phía bên ngược lại được. Mình không biết là ngày hôm nay mình có quay video nổi không nữa. Trong lúc tụi mình chờ cái cổ của mình nó khá hơn một chút thì mình đã ngồi check lại một vòng kịch bản và thảo luận với Gia Huy về tất cả những cái gì mà tụi mình sẽ phải quay. Sau khi đã quá đau cổ và việc ngày mai sẽ phải trả video cho brand, vậy nên là chúng tôi đã quyết định là phải đi khám, nếu không thì sẽ không quay được mất. Mặc dù đã rất cố gắng chữa trị nhưng mà hiện tại thì cái cổ của mình nó cũng không thể hết đau ngay được. Vậy nên là tụi mình sẽ không quay video Tresemme nữa, tại vì là mình sẽ phải mình sẽ phải xoay qua xoay lại để có thể gội đầu. Và tụi mình cũng sợ là nếu như mà mình tắm với nước thì có thể là trong thời gian quá lâu thì có thể là cái này nó còn nặng hơn nữa. Vậy nên là tụi mình đã quyết định là chuyển qua ngày mai quay. Hôm nay thì mình sẽ fitting đồ cho Lamin trước, bởi vì là một hai hôm nữa mình sẽ quay một cái reel với đồ của Lamin. Nên là hôm nay mình sẽ fitting xem là mình sẽ mặc những cái gì. Đây là mấy món đồ mà Lamin đã gửi cho mình hôm trước ở trong bộ sưu tập mới. Trời ơi, cái bộ này siêu xinh, trông đúng kiểu để đi lại. Rất là dễ thương, trời ơi, mình thích bộ này. Đôi giày này cũng xinh. Mình định mặc cái bodysuit này vào nhưng mà cái chất liệu này nó chặt quá, mình không thể chu đầu vào được với cái cổ này. Vậy nên là mình đã mặc cái áo này lên. Mà cái quần này rất là xinh. Ta còn một cái áo này nữa. Khá là xinh. Chúng ta có một cái áo khá là xinh. Mình ngày mai chị Ngân phải đi có việc nên là bây giờ tụi mình sẽ lớp short cho Tresemme. Mình đã từ bỏ việc fitting cho Lamin bởi vì là cái cổ của mình nó quá là đau. Vậy nên là mình đã nghỉ. Sau khi nghỉ xong thì mình đã dành thời gian còn lại của ngày để chuẩn bị cho ngày mai quay Tresemme cho lẹ. Mới sáng thứ hai mà trời đã mưa rồi. Nó rất là âm u ấy, nhưng mà không hiểu sao, nhưng mà vì mưa lớn nên là rất là thích. Hôm nay nhà mình là một ngày siêu bận rộn. Mình đã tắm gội rồi, quay cảnh sấy tóc xong rồi nên là bây giờ mình sẽ đi make up lại từ đầu để quay một khung cảnh tóc thật là sươn mượt. Tụi mình đã quay xong Tresemme, cũng là job gấp nhất trong tuần này, phải hoàn thiện vào ngày hôm qua.
bạn mình vừa mới vào Sài Gòn để chơi với mình. Vậy nên là hôm nay thì mình sẽ dành ra một ngày để đưa bạn mình đi chơi lân quanh Sài Gòn, và tiện thể sẽ chụp ảnh để up trên các nền tảng mạng xã hội luôn. Mình vừa mới make up xong, trong lúc make up thì mình đã tranh thủ quay một cái reel để up trên mạng xã hội. Ôi không, sao dạo này mình chăm chỉ thế. Bất ngờ bản thân là phải bày ra chuyện để mà quay đi, còn có cái mà up. Tụi mình tính sẽ đi dinh độc lập vì Quốc Mạnh muốn đi dinh độc lập. Cái quần này nó bị quá rộng so với cái áo này. Cái áo này hợp với cả một cái bên dưới nó rộng một cách vừa phải. Quần này thì sao? Mình mới nhận được cái quần này từ Ướm. Cảm ơn Ướm rất là nhiều. Cái quần này xinh nhưng mà mặc với cái áo này không hợp lý. Để mình thử cái áo kia cho mọi người coi. Đây, cái quần này mặc với cái áo này xinh này. Cái áo này cũng của Ướm luôn. Mình định dành cái bộ này để đi mình đi học. Mình muốn hôm nay có một bộ đồ trẻ trung hơn. Hay là mình mặc bộ này đi chơi, tiện chụp ảnh cho làm đi luôn. Trông cũng khỏe khoắn. Hôm nay tụi mình sẽ đưa Quốc Mạnh đi chơi. Đi bây giờ sẽ đi ăn gì cả nhà? Mì Hà Ký. Rồi, sau đó là sẽ đi dinh độc lập. Quốc Mạnh vừa mới kêu là nóng như này tại sao lại phải đi xe máy. Thế là tụi mình đã được đi Grab. Quốc Mạnh vào. Chúng ta đang ở một quán ăn mà mình đã ăn khi lần đầu tiên vào Sài Gòn, đấy chính là Hà Ký Mì Gà. Gà thôi à? It looks so yummy. Mình đã quay trở lại dinh độc lập sau mấy năm, 3 năm hay 4 năm gì đó. Độc lập thì vẫn xinh như vậy nhưng mà trời ơi nó nóng một cách kinh khủng. Oh my god. Sau khi đã có được những tấm hình ở dinh độc lập thì bây giờ sẽ đi cà phê. Phải về nhà trước để cho Quốc Mạnh với cả là Giao Huy tự đi chơi. Hôm nay là ngày thứ 3 hay là ngày thứ 4 gì đó ở trong cái tập một tuần làm việc chăm chỉ này của mình. Thì mọi người biết thì không, cái điều hòa nhà mình lại học. Điều hòa nhà mình học nó không chỉ ảnh hưởng đến mình và những cái công việc của mình mà nó còn ảnh hưởng đến cả team. Anyway thì trong video sẽ có tiếng quạt nên là mọi người thông cảm cho mình nhé. Một câu chuyện buồn cười đã là ngày hôm qua mình có quay một cái video make up tiến hình. Vì nó nóng quá mà không có điều hòa, mình phải để cái quạt ngay ở trước mặt mình. Mình vừa make up xong rồi, quạt nó thổi vào nước mắt nó chảy ra, nó lem tèm lem make up. Xong rồi chảy đền, đền bị bể. Hôm nay mình sẽ quay cho là Min và P&J. Đang chuẩn bị quay thì có người qua sửa máy lạnh. Thay bộ khác. Nóng quá mọi người ơi, bình thường có điều hòa mình còn lười chứ đừng nói là đến những
cái lúc mà nó điều hòa cũng không có thế này. Có vẻ như hôm nay thì tụi mình không thể hoàn thành cái video là min được rồi, bởi vì là điều hòa thì vẫn còn đang sửa. Đấy là lý do nó gấp đôi số cân mình. Mình đã hoàn thành video làm min trong một điều kiện khí hậu không tưởng. Trời đang almost raining. Sau khi quay xong làm min thì bây giờ mình sẽ ngồi sửa clip cho Jessamy. Trời ơi, thật sự rất thần kỳ khi tụi mình đã được duyệt video Jessamy chỉ trong 2 ngày. Lần trước tụi mình chờ để được duyệt video trước là mất khoảng hơn 2 tuần gì đấy. Sửa qua sửa lại rất là nhiều round. Nhưng mà trộm vía video lần này brand không có feedback gì nhiều. Và tụi mình cũng grab rất là nhanh. Tụi mình cũng đã edit xong video làm min rồi. Nên là trong tuần này thì chỉ còn video cho Claire và làm nội dung lên plan cho Yamaha. Tụi mình vừa có một cuộc họp khẩn cho lịch quay và lịch chụp sắp tới của Yamaha. Trời ơi, là một cuộc họp điên đầu. Nhưng mà cũng rất là hạnh phúc vì sắp tới khá là bận rộn. Trời ơi, khoảng thời gian vừa rồi mình đã ở nhà khá là nhiều. Và mình kiểu chỉ ở nhà, mình không biết tại sao mình chỉ ở nhà thôi. Nhưng mà sắp tới mình sẽ được đi làm nhiều, mình thích đi làm lắm. Tụi mình đã họp xong và bây giờ thì mình sẽ ngồi điền cái bài tập nhập học. Trên tờ giấy có ghi là bây giờ mình hãy bật một bản nhạc yêu thích, đốt một lọ nến thơm và bắt đầu hành trình dạo chơi trong tâm trí bạn. Đây là khung cảnh Gia Huy mỗi lần chuẩn bị ghi hình. Mình đã make up xong cho video quay cho Claire ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái layout nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà thật sự là cái kiểu mà nhẹ nhàng hẳn ấy thì nó cũng không thật sự khiến cho mình trở nên xinh đẹp. Vậy nên là mình đã thêm một chút đầu mắt màu vàng. Và mình sẽ quyết định là sẽ dập xù tóc, quấn xăm tóc xù. Tại vì mình thấy là mình để cái tóc đấy là dễ xinh nhất luôn. Mặc dù mình xuất thân là con gái nhà tiệm làm tóc đấy, nhưng mà điều đó không khiến cho mình trở nên dễ dàng hơn trong việc làm tóc một chút xíu nào hết. Tới ngày đi học đầu tiên của mình trong cái khóa học khá là dài, kéo dài khoảng 2 tháng. Vậy nên chúng ta sẽ cùng make up nhanh để đi học nhé. Đã make up xong rồi, bây giờ mình sẽ ăn sáng nhé. Thật là trộm vía khi mình đã quay được video OOTD. Biết gì không? Mới buổi đầu tiên đi học thôi mà mưa siêu lớn luôn.
giờ sáng và mình chuẩn bị đi học. Từ nay thì mình sẽ học mỗi thứ bảy và chủ nhật cho đến hết tháng 8. Vậy nên là cái video này chắc là sẽ bị cắt ngang bởi vì là mình phải đi học và mình không có thời gian để làm việc. Nhưng mà ngày hôm qua thì mình đã edit xong cái video Claire rồi. Rất là may vì cái video nó rất là xinh, mặc dù không biết là brand có duyệt hay không, nhưng mà trước hết là trộm vía cái đã. Còn bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi học đây. Bye mọi người. Mình đã quay trở lại sau 2 ngày đi học rồi đây. 2 ngày vừa qua đi học thì mình không có quay được nhiều cho mọi người, bởi vì là khi đi học thì mình cũng không được cầm vào điện thoại nhiều. Và đi học thì mình sẽ tập trung vào, mình chủ yếu mình học thôi. Nhưng mà mình thấy cái video này nó cũng khá là dài rồi mà. Hôm nay là vừa hết một tuần luôn. Một tuần vừa qua thì cũng không hẳn là một tuần bận, rất bận của mình, mà nó là một tuần mà tất cả các ngày trong tuần mình đều có lịch trình và không có một ngày nào nghỉ cả. Vậy nên là mình đã quay lại để chia sẻ thêm về cuộc sống cũng như là công việc của mình, những cái điều mà trước đây ít khi mình có cơ hội được chia sẻ. Anyway thì cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Đừng quên ấn like, subscribe và để lại comment nha. Bye.